Chị nhảy nước à? Ít thôi chứ. Wow, đang lở ra này. Trời ơi, tiếp thế. Nó bảo rồi mà. Tiếp một nơi, tiếp một nơi. Wow, giống luôn, giống luôn, giống luôn. Wow, để chị đứng đây chị ngắm nào, bên đây chị ngắm nào. Tuyệt vời, có tuyết này. Oh, có lặn người tuyết nữa. Trời ơi, Việt Nam mình. Trời, làm gì vậy trời? Người ta đang xem phim lãng mạn Hàn Quốc, đang ngồi lặn tuyết này. Ôi, mình thì làm gì có tuyết nhở? Chỉ có trên sân. Em ngồi đây đi. Trời, mày mang củ cho cái chị làm gì vậy? Chị sao em muốn làm có tuyết nhá? Làm gì có tuyết? Ở mình chỉ có mỗi Sapa thôi, mà mùa đông nó có tuyết cơ. Này, nhất định chị sẽ đi à, trời tuyết. Ủa, chị thích trời tuyết lắm. Trời ơi, đây là để làm tay của tuyết. Cắm vào đầu em thì mới làm tay được. Lấy đâu ra tuyết mà cứ... Đây, tuyết đây. Tuyết đâu? Ủa? Tuyết thật đấy hả? Nhìn đây, tuyết đây này. Ủa, đúng rồi này. Năm gói. Cái này của Nhật đấy, đúng không? Vậy em vừa đi chơi hội thì em chưa xảy ra. Thế à? Thế cái này bây giờ làm nào em? Thử đi. Oh, vậy là hả? Sướng chứ? Mùa hè mà mình có được chơi tuyết còn gì? Giấc mơ của chị đã thành hiện thực chưa? Thành rồi. Đây, hai chị em mình cùng làm. Em không quay kìa. Em biết là chị thích tuyết mà. Ôi dồi ôi, em ơi. Bởi vì em biết đấy, chị thích xem phim Hàn Quốc mà. Đây là cái này là tay. Ơ, đúng rồi, Thảo Lão xách sang đây. Trời ơi. Đây, chị đổ ra đây nha. Nhiều lắm ơi, 5 gói thì cơ mà. 6 gói chứ mà. 5 6 6 Trời ơi, học sinh giỏi đó hả? 1, 2, 3, 4, 5, 6 đúng không? Thế xong rồi mình đổ nước vào đúng không em? Đúng rồi. Đổ hết cả chỗ. Ui, nó bay, cẩn thận đó mọi người em. Em chỉ đổ chưa? Nhưng mà em nhiều ấy. Ồ, không biết có được nhiều không? Rồi, nó mịn nhờ. Ui, mịn lắm. Như kiểu là sữa bò luôn ấy. Như sữa bò á, nhưng mà cái này mình phải cho nước rồi nó mới nở ra. Ôi, trời. Rồi, bây giờ chị đổ nước vào. Ít thôi chứ. Wow, đang lở ra này. Trời ơi, tiếp thế. Nó bảo rồi mà. Tiếp một nơi, tiếp một nơi. Wow, giống luôn, giống luôn, giống luôn. Xui, để chị đổ chứ không, không à, xu đổ là nó sẽ bị tràn ra đây. Wow, ui, bông luôn. Chưa được hết nước đâu em. Nó phải hết nước cơ. Đấy. Wow, chị em mình có một chậu tuyết luôn. Trời ơi. Tuyết của tôi. Mùa hè mà tôi có tuyết. Lãng mạn chưa? Lãng mạn. Ui, đầy một hộp luôn này. Ui, mà còn chưa được hết nước ý. Chị đổ thêm. Cho thêm vào đó càng đẹp hơn. Wow, trắng tinh luôn. Em ơi, cẩn thận ông rơi hết ra ngoài phí. Để chị trộn này. Wow, ui, sướng lắm luôn ý. Nó mềm như tuyết thật luôn ý. Đã bảo rồi, mùa hè cũng có tuyết mà. Đúng rồi, thế này đúng là mùa hè cũng có tuyết rồi. Đây là chị, à. Em có vòng mới đấy. Đâu? À, kinh kinh, lại còn có cả vòng mới nữa. Cái vòng kia chặt rồi này, em lên nè. Wow, hình như là chưa được thôi, mình phải cho thêm tí nước nữa vào ấy. Trời. Này, chưa lở hết này. Trời ơi. Ui, biết thế này chị lấy cái chậu to, chị cứ tưởng nó được ít cơ. Này. Wow. Bởi vì cái này nó là tiếng Nhật thì chị làm sao mà biết được. Chị em mình nặng cái tuyết hụt. Chỗ này còn nguyên luôn này em này. Còn nguyên bột luôn. Chị đổ, để chị đổ con đây ra chị đổ. Còn nguyên bột luôn ấy. Còn cứng càng thích. Mẹ chị ơi. Tuyết rơi. Lãng mạn quá. Đây đúng là tuyết rơi mùa hè này. Mát thế. Đặt lấy tuyết đi xuống đi. Ui, giống tuyết luôn ấy. Hay là hai chị em mình có mỗi người làm một người đi.
chị cứ tưởng được ít không, cái này được nhiều lắm. Chị sẽ làm một bạn, em làm một bạn bé, là em, chị làm một bạn to là chị, được không? Em làm hình tròn như nào? Đây, em nhìn chị này. Đó, xong rồi chúng mình để ra đây. Ôi, chị không ngờ Tuyết lại thích như thế này ấy. Ôi, như này mà ba em mua ít thế, không mua nhiều vào. Không, bởi vì ở đây sắp hết rồi, chỉ còn đứng đấy thôi. Em sẽ làm em nha. Trời ơi, thích vô cùng tổ quốc thôi. Bạn gì ấy, có em. Này, chị sắp xong bạn người tuyết rồi. Vậy là mùa hè chúng ta cũng được chơi tuyết đúng không? Mùa nào chúng ta cũng cần chơi tuyết đúng không? Cần gì phải là đi Sapa hay là sang Tây đâu nhỉ? Nhiều lắm à? Đây này, cái chỗ này nó còn chưa ấy này. Nó còn chưa nở đây em này. Ô thì em không làm người tuyết đi hả? Không làm được. Trời ơi, đây chị sẽ làm. Ê, anh quay lại cho em cành cây. Đây, mời em đây. Chị ấn mạnh quá, Ui, châu điên quá. Châu điên quá. Nặn cho chị cái hòn này. Bởi vì chị phấn khích quá. Ôi trời ơi, sao mà được nhiều thế nhở? Em sẽ làm phần này nhé. Em làm phần này. Đây, đây. Đây, à đúng rồi, chị sẽ phải bóc bạn ấy ra một ít như này. Thế thì bạn ấy sẽ đứng được. Đấy, từ từ đây chị ạ. Lấy một cái quẹt. Đúng rồi. Nở. Cái tuyết này bông nhờ. Nó bông quá em ạ. Chúng ta phải đặt thật nhẹ thôi. Rồi. Kệ, thế cũng sướng rồi. Chúng ta có tuyết chơi là thích rồi đúng không? Đây là tay. Nhẹ nhẹ. Nhẹ thôi. Nó mà đổ nó chưa bắt đầu nữa nhờ. Không, tuyết ở dưới thôi. Là cho bạn thêm một chút muối nữa. Vui thế. Trời ơi, chị đang ngưỡng mộ Hàn Quốc có tuyết. Vậy mà xu cho chị được chơi tuyết luôn. Thế mới sướng như. Úi giời. Chị có xu với hiểu. Sao vẽ bình thường. Bình thường à? Bởi vì ba em hay đi công tác, ba em mua. Ba chị có đi công tác đâu. Ba chị toàn ở nhà. Người tuyết. Làm thế mà bạn người tuyết bé nữa. Chị làm gì? À. Cho em nặn đi. Em nặn cái đầu nhỏ đi, chị nhặn đầu to. Thành hai chị em người tuyết mình. Em bé em chị. Em nặn to tí nữa đi. Đây là cái thân này nào. Thấy chưa? Bây giờ là mùa hè cũng có tuyết rồi. Hôm nào ba em đi nhớ bảo ba mua nhiều vào nhá. À, vẻ chị em mình không? Sớm có chị em mình không? Vậy không ăn được. Thế à? Đây. Tôi hết rồi. Đây, từ từ đổ em bây giờ này. Đấy là em đó. Tôi hết. Ôi mà như tuyết thật luôn đấy nhở. Chị cũng chưa sờ tuyết bao giờ nhưng mà thấy cái này mềm lắm. Em ơi đừng cho vào. Cho chán chị. Cho chán đi em mình có. Đấy. Bẻ que để cắm vào đầu. Ôi nhớ phim bữa chị xem nhá, cũng có làm thành hai người luôn. Một anh một em luôn. Bây giờ hai chị em mình cũng làm thế. Của mình là một chị một em. Đó. Yêu nhỏ. Trời ơi, cuối tuần như thế này á thì còn gì bằng. Nó đứng Su. Su làm thế hỏng mất bạn ấy bây giờ. Hỏng mất bạn ấy là hỏng em luôn ấy. Thừa luôn. Thừa tuyết luôn. Bố em mua nhiều. Bố em biết là chị thích chơi tuyết mà. Em bảo à? Rơi gì? Em nhặt lên. Chị làm thì em phải trông chứ. Làm lại em vận. Để cho hai chị em người tuyết đi. Trông em bé chú, em mới bé mà. Ôi cái tuyết này thích thật đấy nhỏ mày. Cái đồ mặt chê. Tuyết đập giờ đó. Đây. Ôi. Cho lên đầu đi. Đây. Bây giờ nha, em cấm có được mình lên nha. Em mà chẳng có đến bảo của chị ngồi cho khóc nhè đấy. Bởi vì mãi chị mới lặn được em một con phá của chị. Đây. Cấm nó đủ vào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sau này á chị sẽ đi học á, học được giỏi á, sang nước ngoài á, chị sẽ làm tuyết á, làm thành người tuyết luôn. Thế mà hôm nay được làm người tuyết rồi mà em nó còn phá của chị á, chị buồn đấy. Mà chị buồn á, chị không vui ấy. Không vui là không chơi với em nữa đâu ơi. Rồi em chưa làm được cái gì, em chỉ phá đám của chị thôi. Wow, để chị đứng lên chị ngắm nào, bên đây chị ngắm nào. Bởi vì đó, đây là tuyết nhân tạo nên nó không được rắn như cái tuyết kia nhỉ, đúng không? Ừ, chị em mình làm lại vậy. Ê, cái này tuyết của em à? Em làm mình sẽ làm lại người tuyết lại nha. Ở đấy, người sao làm đẹp thế? Đúng rồi. Em chỉ... Em phải ấn chặt. Lại. Hai chị em mình lần này nhất định là phải làm xong với người tuyết mới được. Ấn chặt vào em. Em làm một người, chị làm một người đi. Thì em một thì nó mới đẹp được. Chứ một mình chị làm á không bao giờ đẹp được đâu. Đó. Bởi vì em một mình chị làm á, chị làm xong cái nọ thì nó vỡ cái kia rồi. Đúng không? Bởi vì em khéo tay hơn chị. Không cho nước nữa, cho nước nó sẽ bị ấy. Đấy, chúng ta sẽ phải làm này để cho nó không mưa nữa. Bằng ở dưới. Đó. Cái này tí xong chị em mình mang về để vào trong tủ lạnh xem là nó có cứng lại không nhá. Được không? Hay. Ý kiến hay không? Em làm đi, em làm nhanh lên đi. Không có lại tuột bây giờ. Em không làm được. Trời, tuyết nó trắng rồi. Trời ơi, thấy tuyết thì chỉ mạnh một thôi à. Chả chị làm hộ người ta gì cả. Mình muốn subscribe cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn.